Trí xin chào cả nhà. Trong thời gian gần đây, Trí nhận được một số câu hỏi liên quan đến cô chú anh chị mình. Hỏi rằng tại sao cái vườn cà phê nhà mình rõ ràng rất là xanh, tốt và đẹp. Tuy nhiên xét về năng suất hoặc là khả năng cho trái thì gần như không bằng các vườn khác. Mặc dù chế độ đầu tư chăm sóc của cô chú anh chị mình rất là tốt. Thì nguyên nhân vì sao? Thì hôm nay clip này Trí sẽ chia sẻ cùng cô chú anh chị mình để giúp cho cô chú anh chị mình có thể giải quyết được ở nhà và trong cái giai đoạn tới đây, chúng ta nhận diện cái cây cà phê nào, cái vườn cà phê nào nó đang ở trạng thái phân hóa mầm hoa tốt hay chưa có phân hóa mầm hoa tốt, thì những cái giải pháp nào thì tôi sẽ hỗ trợ trong cái clip này được cô chú anh chị mình cùng theo dõi nhé. Thì trước tiên cô chú anh chị mình cần xác định cái vườn cà phê cả nhà mình đang ở trong giai đoạn phân hóa mầm hoa tốt hay là không phân hóa mầm hoa tốt. Thì như được trong các clip trước tôi đã chia sẻ cho cả nhà mình là khi bước vào cái thời điểm mà cái thời gian chiếu sáng trong ngày bắt đầu giảm xuống thì cái cây trồng nó nhận diện được và bắt đầu nó tiến hành thúc đẩy cái quá trình phân hóa mầm hoa. Mục tiêu để khi mà vẫn còn cái điều kiện ẩm độ nó thuận lợi thì cây sẽ tiến hành lấy nước trong môi trường để phân hóa mầm hoa. Tránh trường hợp là khi cây trồng bước vào môi trường khô hạn thì nó tiến hành phân hóa mầm hoa thì cái việc hình thành mầm hoa nó sẽ không phù hợp. Thì để biết được cái vườn nhà mình có phân hóa mầm hoa tốt hay không, cho dù cái cây cà phê xanh thì cả nhà mình vẫn thấy rằng tại thời điểm này những cái nách lá nó đã hình thành ra những cái nụ kim nằm ở trong đó. Thì cái vườn của chúng ta hiện nay nếu mà đúng thì bây giờ nó đạt ở ngưỡng khoảng 40-50% số cành trên cây và có thể đạt tới 80% số cây trên vườn. Nó đã hình thành những cái mầm kim, nách hoa nó nằm im đó. Thì cái vườn của chúng ta đang ở cái ngưỡng phân hóa mầm hoa phù hợp với thời tiết. Với cái lượng phân hóa mầm hoa như thế này thì chỉ cần cỡ tầm 2 tháng nữa, khi thời tiết đi vào mùa khô, có ánh sáng nắng lên đều thì cái cây của chúng ta sẽ tiến hành phân hóa mầm hoa, nghỉ ngơi và phân hóa mầm hoa và sẽ cho một cái kết quả trổ rất là tốt. Và ngược lại, tại thời điểm này cả nhà mình cần kiểm tra đến nách lá. Nếu những cái nách lá ở trên cây cà phê mà nó chưa xuất hiện những cái mầm hoa thì chứng tỏ cái cây cà phê chúng ta đang bị ức chế. Đang bị ức chế, do đó dẫn tới cái quá trình phân hóa mầm hoa của cây cà phê chưa hình thành. Xu thế là nó sẽ muộn hoặc là nó bỏ rơi quá trình phân hóa mầm hoa này luôn. Thì cả nhà mình kiểm tra lại cho Trí như vậy. Nếu mà vườn nhà mình nó ra hoa đều rồi thì chúng ta yên tâm. Còn nếu mà chưa ra hoa đều, chúng ta cần phải xử lý. Về nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng như thế này thì nếu mà xét có hai nguyên nhân. Một là nguyên nhân do giống. Tuy nhiên cái nguyên nhân do giống thì tạm thời bây giờ Trí không chắc và gần như nó khó xảy ra, bởi vì những cái giống mới bây giờ là hầu như là những cái giống cho năng suất cao cả. Và bên cạnh đó, những cái giống mà anh chị mình chụp hình gửi cho Trí ấy, là cái giống nào cái mép lá nó cũng gợn sóng rất là mạnh, cái lá xanh gợn sóng mạnh, thì những cái giống đó là bản thân cái giống đó bản chất nó là một cái giống cho năng suất cao. Như vậy nguyên nhân do giống là loại trừ ấy, cả nhà ha, là loại trừ, và còn lại là do chăm sóc. Do chăm sóc thì chăm sóc là nguyên nhân do một cái yếu tố nào đó của năm trước đó mà những cái cây cà phê của chúng ta trổ hoa tốt nhưng mà không mang trái. Có thể là do thời tiết hoặc là do hạn hán, chẳng hạn như năm vừa rồi đây do hạn quá cái quả khô dẫn tới cái cây cà phê nó không mang trái. Không mang trái thì dẫn tới, thì cả nhà mình biết khi chúng ta bón phân là chủ yếu để cung cấp vào và nó nuôi những cái chùm quả này, đúng không ạ? Tuy nhiên do nó không có quả, nó không có quả nên cái hàm lượng đạm ở trong cây nó tiêu thụ không hết. Cái N này nó tiêu thụ không hết. Mục tiêu chúng ta bón là để cấp cho N này, cho N cho quả nó lớn dần. Đó, giai đoạn đầu đinh, tăng trưởng, tích lũy và chín. Đúng ạ? Cái N này. Và bên cạnh đó là có hỗ trợ là có kali nữa, có lân nữa. Đó. Tuy nhiên vì cái quả này, lượng quả này không có hoặc là có ít thì dẫn tới sao? N nó gia tăng, đạm nó tích lũy ở trong cây gia tăng. Đạm nó gia tăng. Mà cái khả năng phân hóa mầm hoa của cây trồng thì cả nhà mình còn nhớ lại cho Trí này. Đó là cái C trên N. Đó là cái hàm lượng carbon trên đạm. Khi mà đạm này càng lớn, khi đạm này càng gia tăng,
thì quá trình phân hóa mầm hoa của nó sẽ đi xuống. Nó luôn luôn tồn tại nguyên tắc như vậy. Do đó cả nhà mình thường thấy những cái cây nào quá xanh, xanh đậm, xanh dày là nó không phân hóa mầm hoa. Hoặc là khi cái C này này, cái hàm lượng carbon ở trong cây gia tăng thì quá trình phân hóa mầm hoa cũng gia tăng theo. Do đó là chúng ta làm bằng mọi cách là để cho cái đạm này đi xuống, N này nó sẽ đi xuống ở trong cây. Đó. Thì nó sẽ bắt đầu khi N này đi xuống thì cái C này nó sẽ gia tăng lên. Thì nó sẽ tiến hành phân hóa mầm hoa. Mà để cho N này ở trong cây đi xuống thì có một cái nguyên tố nào đó, đó chính là kali. Kali. Thì cả nhà mình còn nhớ rằng hôm bữa Trí đã nói là có cái phân đợt cuối Trí đã phân tích là cái vườn cà phê nào xanh quá đến mức độ mà chúng ta kiểm tra cái bông bây giờ nó chưa phân hóa mầm hoa thì chúng ta dùng cái kali này bón hai lạng trên một gốc. Để làm gì? Để khi mà kali này đi vào trong cây này là nó đẩy đạm ra khỏi cây. Nó ức chế, nó không cho đạm. Khi đạm này nó càng nhỏ đi thì hiển nhiên các bọ cái C này càng lớn thì nó sẽ tiến hành phân hóa mầm hoa. Những cái vườn của cô chú anh chị nào mà tới bây giờ cái cành cà phê nó chưa có cái nách lá đây này cả nhà. Cái nách trên cái nách lá là nó chưa có cửa bông này. Thì cả nhà mình cần phải bón tăng cái kali lên cả nhà. Tăng cái kali lên để làm gì? Khi cái kali vào trong cây nhiều á thì nó sẽ gia tăng cái, có nghĩa là tăng khả năng tích lũy carbon, có nghĩa là tăng cái khả năng quang hợp và hấp cái tích lũy cái diệp lục tố, cái màu xanh ở trong cây á. Khi cái carbon ở trong cây tăng lên thì hiển nhiên cái hệ số C trên N của nó sẽ bắt đầu tăng dần. Vì lúc này carbon sẽ lớn hơn đạm rất là nhiều. Chúng ta đừng có bón phân đạm nữa mà chúng ta chuyển sang cái dạng kali hoàn toàn. Cây một lạng, bón như vậy cây khoảng một lạng rưỡi đến hai lạng. Thì sau khoảng 15 đến 20 ngày là chúng ta thấy cái cây nó chững lại. Khi cái cây chững lại thì bắt đầu trên cái nách nó sẽ tiến hành, nó đẩy ra những cái cựa. Nhiều anh chị mình phản hồi rằng có nhiều người nói là bây giờ để cho cây phân hóa mầm hoa tốt là dùng lân, bón lân vào, bón lân vào trong cây. Cái điều này đúng không sai, nhưng nó phải lân ở trong lân đáp cả nhà nhé. Lân ở trong lân đáp, lân trong đây này, lân trong đây chính là lân hữu hiệu, là lân dễ tiêu, bón vào cây nó hấp thụ được ngay. Chứ lân mà trong super lân nha thì gần như là không. Thì Trí nói rồi, lân super đây là lân bằng bột đá nên cần rất là nhiều nước để hòa tan cái bột đá này ra. Còn lân ở trong lân hữu hiệu hoặc là lân trong đáp này thì chúng ta bổ sung bây giờ ok, giúp cho phân hóa mầm hoa. Tuy nhiên để cho phân hóa mầm hoa tốt thì nếu mà cây xanh tốt mà chúng ta kiểm tra cái nách lá chưa có bông á thì chúng ta phải dùng kali đưa vào để đẩy cái đạm này xuống, đẩy cái đạm này ra ngoài cây. Khi cái đạm này ví dụ như cái này, khi mà đẩy cái đạm này ra khỏi cây thì cái kali này hiển nhiên nó sẽ gia tăng, cái tỷ suất này nó tự gia tăng. Ví dụ năm, nếu mà đẩy cái kali này ra khỏi cây thì kali cái đạm này ra khỏi cây thì cái đạm này còn 3 chẳng hạn, thì bây giờ năm nó lớn hơn 3 thì cây bắt đầu tiến hành phân hóa mầm hoa thôi. Anh chị mình nắm rõ là có nghĩa là nguyên tắc nó nằm ở đây này. Cái đây là cái chìa khóa để anh chị mở cái phân hóa mầm hoa của cây trồng này, chứ không phải là cái lân này đó. Cái đây này, nếu mà trong trường hợp cây quá xanh tốt thì chúng ta phải dùng kali. Sau 15 đến 20 ngày nếu mà chưa nứt nách nữa thì chúng ta đánh thêm một lượt kali để đẩy cái đạm ra khỏi hẳn khoảng ngoài cây luôn. Bởi vì cái đạm này được tích lũy, do nó không mang trái, do cái đạm này tích lũy ở trong cây nó quá nhiều, buộc chúng ta phải dùng cái kali để đẩy cái đạm này ra khỏi cây. Thì lúc đó nó mới cân bằng là cái hệ số C trên N này thì nó sẽ tiến hành phân hóa mầm hoa. Sau khi bón kali lần 1 tầm khoảng 1 lạng rưỡi đến 2 lạng một cây, sau khoảng 20 đến 25 ngày, nếu mà cả nhà mình chưa thấy những cái nách lá này nó xì cái cựa bông này ra thì chúng ta tiếp tục vô thêm một nước kali nữa. Một nước kali nữa. Cái thời điểm này cả nhà nhé, có nghĩa là bây giờ những cái vườn nào mà chưa có cựa bông này, cả nhà mình vô 2 lạng kali. Và tầm khoảng 20 đến 25 ngày, 20 đến 25 ngày nếu mà chưa xuất hiện những cái cựa bông này, cả nhà mình vô tiếp 2 lạng kali nữa.
2 lạng kali nữa thì tầm khoảng 25 ngày nữa là trời vào nắng thì chúng ta sử dụng những cái phân bón lá, gọi là lân 68 hoặc siêu lân á, phun lên lá. Lúc này chúng ta gia tăng lân và kali trong cây lên. Kali có chức năng ém đạm lại để lân nó phát huy hiệu quả. Nếu mà chưa phân hóa mầm hoa thì chúng ta gia tăng lân lên để lân nó phát huy hiệu quả, là cái kích thích quá trình phân hóa mầm hoa. Thì cây nó sẽ bắt đầu tiến hành phân hóa mầm hoa, và khi chúng ta thu hoạch xong thì cây nó sẽ ra hoa đều. Và để cho cái giúp cho cái quá trình phân hóa mầm hoa nó ra đẹp hơn, cái có nghĩa là cái số bông ở trên một cái chùm này đẹp hơn cả nhà này, thì sau khi thu hoạch xong, cả nhà trong quá trình làm cành á, cả nhà mình cố gắng hãy trảy lá bớt như thế này. Trí nói rồi, từ năm ngoái tới năm nay Trí vẫn nói đó là hãy trảy lá bớt để làm gì. Khi chúng ta trảy lá như thế này này thì ánh sáng nó sẽ chiếu vào. Khi ánh sáng nó chiếu vào trong những cái vị trí này thì nó sẽ tiến hành phân hóa mầm hoa cực kỳ mạnh luôn. Và cái chùm của nó sẽ đóng từ trong ra ngoài, đóng từ trong này ra ngoài. Nếu cả nhà mình sợ, nhà mình không trảy lá thì những cái phần ở ngoài này nó tiếp nhận đủ ánh sáng thì nó sẽ tiến hành phân hóa mầm hoa. Còn ở trong đây nó hoàn toàn không phân hóa mầm hoa nhé. Cả nhà mình lưu ý là rất là nhiều anh chị sợ xong cuối cùng là không ra hoa. Nhưng những anh chị nào bạo dạn làm theo thì năm vừa rồi là trúng lớn luôn, trả từ trong ra ngoài. Và đã rất nhiều anh chị mình gọi điện hoặc là nhắn tin cảm ơn Trí vì cái chỗ trảy lá như thế này. Nguyên nhân là Trí định chia sẻ rất là nhiều, khi mà những cái nắp này không nhận đủ ánh sáng thì nó sẽ không phân hóa mầm hoa, hoặc là phân hóa mầm hoa rất ít. Chúng ta chăm sóc cây cà một năm bao nhiêu công thì cái công lặt lá này nó không thấm thía gì hết so với cái sản lượng nó sẽ mang lại cho cô chú anh chị mình đâu. Đó, chúng ta chỉ cần lặt thoáng như thế này. Đó, chia nó có thêm. Khi chia như vậy là ánh sáng nó sẽ vào. Vì ánh sáng nó sẽ chạy trong một ngày, nó không chiếu chỗ này thì nó chiếu chỗ kia. Và lưu ý là khi lặt lá là chúng ta cầm, chúng ta trảy ngược về sau này. Trảy ngược về sau này. Thì cái phương pháp lặt lá thì hôm nào sau khi thu hoạch xong là Trí sẽ hướng dẫn lại và sẽ tiến hành phân tích cụ thể lại cho cả nhà mình, để cả nhà mình biết cái đây là cái xử lý trước mắt. Thì cả nhà mình thấy là cái cây cà phê của Trí nó xanh như lá mít đúng không ạ? Tuy nhiên cái khả năng làm bông của nó cực kỳ tốt. Thì gần như tới bây giờ cả nhà mình thấy cái bông nó đi rất là chậm. Nó gần như nằm từ trong thân ra tới đầu cành là cái mầm hoa nó đã nằm trực chờ sẵn rồi. Tuy nhiên nó không có trổ. Và nó gần có nghĩa là Trí điều tiết, có nghĩa là ở cái tầm này là ở cái ngưỡng gọi là cái trình độ cao của cái việc điều tiết cái cây cà phê rồi cả nhà ha. Chứ không phải là thấp đâu. Thì Trí mong muốn là mang cái này chia sẻ lại để cho mọi người, để mọi người nắm dẫu biết rằng cô chú anh chị mới theo thì vẫn còn hơi khó, nhưng mà áp dụng dần nó sẽ quen. Trong trường hợp cần hỗ trợ tư vấn hoặc sử dụng sản phẩm Humix giá rẻ, chất lượng thì cô chú anh chị mình liên hệ qua số điện thoại 0989 703 338 để Trí hỗ trợ tư vấn cho cô chú anh chị mình nhé.